cho bạn đại diện cho những bạn học sinh ưu tú, nghĩa là trong kỳ thi mà chọn học sinh giỏi á, ba bộ môn mà lý hóa sinh thì bạn Nguyễn Trần Bảo Trân rất là vinh dự đạt giải A của kỳ thi với bộ môn lý. Thì sau đây thì để cho các em có niềm đam mê hăng say hay yêu thích về cái bộ môn khoa học tự nhiên của tổ, thì đại diện bạn Nguyễn Trần Bảo Trân sẽ báo, có nghĩa là sẽ báo cáo cho các bạn biết được vì sao là bạn học thật là giỏi ở môn này. Kính mời bạn Nguyễn Trần Bảo Trân. Em là Nguyễn Trần Bảo Trân, học sinh lớp 9A1. Ở kỳ thi học sinh giỏi vật lý cấp huyện vừa rồi, em đã may mắn đạt được kết quả khá tốt. Vì vậy, hôm nay, bồi dưỡng sâu hơn ở những kiến thức này. Trong quá trình bồi dưỡng, đây là lúc để các bạn phát huy tối đa năng lực và sự sáng tạo của bản thân. Đồng thời, quá trình này cũng cần có sự nỗ lực và chăm chỉ cực kỳ lớn. Nếu gặp phải khó khăn hay bế tắc thì đừng vội bỏ cuộc ngay. Vì đây chỉ mới là bàn đạp cho sự học sinh giỏi cũng đã chinh phục được trong kỳ thi. Và hai bạn này cũng được tạo liên tưởng, đó là bạn Tiến và bạn Thơm của lớp 9A1. Sau đây hai bạn sẽ biểu diễn những thí nghiệm cho chúng ta có thể thích thú để sau này chúng ta có thể có niềm đam mê hơn đối với bộ môn của khoa tự nhiên. Dạ, hai bạn. Dạ. Xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Mình tên là Phạm Hồng Tiến và đứng kế bên mình là cả hai chúng mình đến từ lớp 9A1. Hôm nay để truyền tải ngọn lửa đam mê đối với bộ môn học tự nhiên gồm có ba mạch kiến thức là lý, hóa và sinh, mình và bạn Hôm sẽ cùng nhau trình diễn những thí nghiệm khoa học lý thú. Các bạn hãy chú ý quan sát và trả lời những câu hỏi sau mỗi thí nghiệm. Đương nhiên sẽ có những phần quà vô cùng hấp dẫn đang chờ đợi các bạn phía trước. Chúng ta hãy cùng khởi động với thí nghiệm 1, chứng lơi trong nước. Trước mặt mình đây là ba cốc nước có cùng thể tích là 500ml và một quả trứng gà. Bạn Hôm sẽ giúp mình hãy làm được quả trứng gà vào ba cốc nước. Các bạn hãy quan sát hiện tượng nhé. Các bạn có thể thấy ở cốc thứ nhất quả trứng chìm trong chất lỏng. Cốc thứ hai quả trứng lơ lửng trong chất lỏng. Cốc thứ ba quả trứng nổi lên trên mặt của chất lỏng. Vậy các bạn có thể cho mình biết mình đã sử dụng hóa chất nào để gây ra ba hiện tượng khác nhau trên, và đáp án cho các bạn là A, đường, lơi và muối. Xin mời các bạn giơ tay. Mình là Trở Thành Đạt, mình học sinh lớp 9A2, câu trả lời của mình là muối. Chúc mừng bạn, đáp án thật là đúng rồi. Cho một tràng pháo tay. Vâng, câu trả lời của bạn đã hoàn toàn chính xác. Thì ở cốc thứ nhất mình không hề bỏ thêm muối. Cốc thứ hai mình đã bỏ 500g muối. Và cốc thứ ba mình đã dùng 800g muối. Vậy bạn nào có thể giải thích vì sao khi càng thêm muối thì quả trứng này càng nổi lên không ạ? Mình xin đọc lại câu hỏi là các bạn hãy giải thích vì sao khi càng bỏ nhiều muối thì quả trứng có xu hướng nở lên. Nếu như không có bạn nào giơ tay thì mình xin mời bạn Bùi Huỳnh Ngọc Hai lớp 9A1. Em tên là Bùi Huỳnh Ngọc Hai, học sinh
sinh lớp 9A1. Em xin trả lời câu hỏi trên là trong mỗi cái chất lỏng thì nó sẽ có một cái khối lượng riêng, và trong vật ở trong chất lỏng thì nó cũng như thế. Mà khi mà cái khối lượng riêng của chất lỏng, cụ thể là nước trên, nó lớn hơn vật thì vật nó sẽ nổi lên. Còn nếu như khối lượng riêng của nước bé hơn vật thì vật sẽ chìm xuống. Khi mà bỏ muối vào nước thì khối lượng riêng của nước sẽ tăng lên. Nên là càng bỏ nhiều muối thì định luật Archimedes đó. Phải không? Phải được Archimedes không? Trời ơi, cô về giỏi chưa hả? Khối lượng riêng của quả trứng. Em xin hết. Còn câu trả lời của bạn này là chính xác. Mời bạn như một người. Hỏi biết định luật gì không các bạn? Xin nhé. Đến với nghiệm thứ hai, các bạn đã được học ở chương trình là điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm từ các hợp chất dầu oxy như K4 và KClO3 không phải cần đun nóng. Hôm nay chúng mình sẽ trình diễn điều chế khí oxy không cần đun nóng từ hợp chất KMNO4. Chúng mình có hóa chất là oxy già và KMNO4. Đầu tiên chúng ta phải bỏ oxy già vào bình tam giác. Nhâm qua cho cô quay cho. Để cái mặt ra ngoài á. Sau đó chúng ta cho thêm bột iốt vào.
quấy đều hỗn hợp lên. Khi màu tím được bay lên đó là yốt, do yốt hoa hoa tại hướng giữa nhau và yốt. Không thấy nhiều quá à. Được rồi, có bay lên được rồi. Khi bạn nào lên dòm đi, các bạn lên xem đấy. Mới. Có bạn nào muốn lên xem hiện tượng rõ hơn không ạ? Mời bạn. Hỏi nó thấy cái màu gì nha không? Hỏi nó thấy cái màu gì? Rồi con thấy màu gì? Hỏi. Bạn thấy màu tím màu gì bay lên? Màu đó màu gì cơ? Màu tím. Ờ, màu tím. Bạn trả lời là màu tím, cho chị chính xác. Rồi con về chỗ đi ha. Ở trước mặt các bạn đây là một cốc nước màu tím và một cốc nước màu vàng. Như vậy khi mà đây chính là loại nước hành kỳ, thì khi mà mình đổ lọ cốc nước màu vàng này vào trong cốc nước màu tím sẽ xảy ra một hiện tượng biến đổi rất nhanh. Các bạn hãy chú ý quan sát nhé. Như vậy các bạn có thể thấy cốc nước màu tím đã chuyển thành trong và sau đó nhanh chóng lại thành vàng và nhẹ, và bây giờ nó sẽ trở thành màu cam. Và các bạn biết không, lọ nước hành kỳ này là một hỗn hợp của NaOH và glucose có công thức hóa học là C6H12O6, đóng vai trò là một chất chỉ thị màu. Trong tự nhiên khi luộc rau muống, các bạn có thể nặn thêm chân vào thì nó sẽ ra màu đỏ, và nước luộc có cải tiến cũng vậy. Cái ý nghiệm thứ tư cũng là ý nghiệm cuối cùng, phản ứng giữa iốt và nhân sẽ tạo thành chất khí màu tím trong các bóng mát khi mà bạn tiến hành thí nghiệm. Đầu tiên chúng ta cho một nhân vào cốc. Sau đó chúng ta cho thêm bột iốt vào, quấy đều hỗn hợp lên. Phản ứng giữa nhau và iốt cần xúc tác là nước. Chúng ta sẽ bỏ nước vào hỗn hợp. Khi bạn nào lên dòm đi, các bạn lên xem đấy. Có bạn nào muốn lên xem hiện tượng rõ hơn không ạ? Mời bạn. Bạn thấy màu tím màu gì bay lên? Là màu tím, cho chính xác.
Dạ, thưa thầy,